Có những thứ mà một người không thể sống thiếu chúng, thậm chí là thứ bé nhỏ như ngũ cốc. Suốt 10.000 năm qua, lúa đã tồn tại như một nguồn lương thực chính trong cuộc sống của đại bộ phận người dân trên lục địa châu Á. Dù ngày nay, bắp là ngũ cốc được trồng nhiều nhất, nhưng có thể nói rằng lúa vẫn là cây trồng lương thực quan trọng hơn bắp. Vì việc trồng lúa, phần lớn nếu không nói là chủ yếu để đáp ứng nhu cầu ăn uống và dinh dưỡng của bản thân con người, khác với bắp vốn được trồng vì các mục đích phi thực phẩm khác. Lúa là một cây trồng rất đa dạng với hàng ngàn giống khác nhau trên thế giới. Đây có thể là lý do khiến người ta đã tranh cãi về nguồn gốc của nó suốt nhiều năm trời. Mặc dù vậy, quê hương của cây lúa không như nhiều người tưởng là ở Trung Quốc hay Ấn Độ, mà là ở vùng Đông Nam Á, vì vùng này có khí hậu ẩm và điều kiện lý tưởng cho phát triển nghề trồng lúa. Theo kết quả khảo cổ học trong vài thập niên gần đây, quê hương đầu tiên của cây lúa chính là vùng Đông Nam Á, nơi mà dấu ấn của cây lúa đã được ghi nhận là khoảng 10.000 năm trước công nguyên. Còn ở Trung Quốc, bằng chứng về cây lúa lâu đời nhất chỉ là 5.900 đến 7.000 năm về trước, thường thấy ở các vùng xung quanh sông Dương Tử. Từ Đông Nam Á, nghề trồng lúa được du nhập vào Trung Quốc, Ấn Độ rồi lan sang Nhật Bản, Hàn Quốc, những nơi mà cư dân chỉ quen với nghề trồng lúa mạch. Ngày nay, giới khoa học quốc tế, kể cả các khoa học gia hàng đầu của Trung Quốc đều đồng thuận rằng quê hương của cây lúa là vùng Đông Nam Á và Nam Trung Hoa. Lúa sau đó đã hành trình xa hơn vào châu Âu thông qua một số tuyến đường. Nó đã đến đế chế La Mã trong suốt hành trình chinh phục của Alexander Đại Đế tới Ấn Độ. Mặc dù người La Mã nhập khẩu lúa chủ yếu là để ủ rượu, sau đó nó bán vào bán đảo Balkan, rồi từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Italia, và có thể nó đã tới Tây Ban Nha thông qua Hy Lạp hoặc Ai Cập. Từ châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha, lúa sau đó đã du hành tới Trung và Nam Mỹ trong suốt thế kỷ 16 và 18. Nó tiếp tục lan truyền khắp tân thế giới, tới năm 1690. Người ta đã trồng lúa đều đặn ở South Carolina, nước Mỹ. Sau đó, việc trồng lúa được mở rộng sang các bang gần đó như Mississippi, Tây Nam Louisiana, Texas, miền Trung Arkansas và thậm chí là tới tận California vào năm 1909. Những người Trung Quốc nhập cư đã mang theo lúa tới Hawaii từ năm 1853 tới năm 1862, nhưng nó đã không phát triển mạnh trước hai loại cây trồng phổ biến hơn là mía và thơm. Lúa cần rất nhiều nước để phát triển. Nó có thể được trồng ở vùng cao miễn là có các hệ thống thủy lợi và điều tiết nước. Nó cũng phát triển mạnh ở những nơi có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brazil. Cây lúa mọc cao từ 0,9 tới 1,8 mét với lá khuôn dài từ 50cm tới 1 mét và bông lúa dài từ 30 đến 50cm. Việc trồng lúa đòi hỏi rất nhiều công sức do các yêu cầu về tưới tiêu đặc biệt của nó. Trong suốt giai đoạn đầu, mực nước phải từ 2 tới 3cm để giúp cho rễ bám đất. Trong giai đoạn sinh sản, mực nước phải đạt từ 5 tới 7cm và phải được giữ ở mức này cho tới thời kỳ ngậm sữa. Chỉ từ 1 tới 2 tuần trước khi thu hoạch thì mới được tiêu thoát nước cho đồng lúa. Hạt lúa phải qua các quy trình xay xát hay tinh chế. Lần xát đầu tiên loại bỏ lớp vỏ trấu, chưa lại hạt gạo lứt, và lần xát thứ hai loại bỏ lớp cám, tức phần vỏ còn lại, và mầm hạt cho ra hạt gạo trắng. Gạo trắng là hình thức phổ biến nhất vì có thể bảo quản lâu hơn, dù hiện nhiều người lại ưa chuộng loại gạo lứt vì nó có nhiều thành phần dinh dưỡng hơn. Lúa đích thực là một ngũ cốc mang tính toàn cầu. Từ châu Á, nó đã chinh phục thế giới bằng cách chứng tỏ được giá trị của mình đối với nhu cầu lương thực và sự tồn tại của nhân loại. Ngày nay, lúa là một trong những cây lương thực chính. Trên thực tế, năm 2009,
đã có 531,6 triệu tấn gạo được tiêu thụ trên toàn thế giới. Những năm qua, có nhiều người đã dần chuyển từ việc dùng gạo trắng sang gạo lứt vì tin rằng ăn gạo lứt có lợi hơn nhiều. Sau đây là sự so sánh về thành phần dinh dưỡng của hai loại gạo trên cơ sở khẩu phần 100g. Gạo trắng có 28,17g hydrat carbon, 2,69g protein, 130 kcal và 0,4g chất xơ. Gạo lứt có hàm lượng hydrat carbon và protein thấp hơn với mức tương ứng là 22,96 và 2,58g, nhưng nó tốt hơn về mặt chất xơ và hàm lượng calo với mức tương ứng là 1,8g và 111 kcal. Cả hai đều có 10mg canxi và gạo trắng có hàm lượng sắt cao hơn với 1,2g, nhưng gạo lứt lại vượt trội gạo trắng về các loại khoáng chất khác. Gạo lứt có 43mg magie, trong khi gạo trắng chỉ có 12mg. Gạo lứt có 83mg phospho, còn gạo trắng chỉ có 43mg. Gạo lứt có 43mg kali, còn gạo trắng chỉ có 35. Gạo lứt có 0,63mg kẽm, còn gạo trắng chỉ có 0,49. Gạo lứt cũng có hàm lượng vitamin B cao hơn một chút. Nó có 0,025mg B2, còn gạo trắng có 0,013mg. Gạo lứt có 1,53mg vitamin B3, còn gạo trắng có 1,48. Gạo lứt có 0,145mg vitamin B6, còn gạo trắng chỉ có 0,093. Tuy nhiên, gạo trắng lại có hàm lượng vitamin B9 đáng kể với 97mg so với 4mg của gạo lứt. Và nó có 0,163mg vitamin B1, trong khi gạo lứt có 0,096. Thành phần dinh dưỡng của gạo lứt và gạo trắng có vẻ không khác nhau mấy. Vậy tại sao gạo lứt lại đang trở thành một khuynh hướng dinh dưỡng phổ biến ngày nay? Có lẽ đó là vì nó được xem như ngũ cốc nguyên hạt với chỉ số đường huyết của thực phẩm thấp. Các bệnh nhân đái tháo đường được khuyến cáo ăn gạo lứt thay vì gạo trắng. Theo rất nhiều nghiên cứu, việc ăn nửa chén gạo lứt một ngày có thể giúp giảm tới 60% nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Nó cũng có thể cung cấp 80% nhu cầu mangan hàng ngày của một người. Dây đáng kể trong gạo lứt cũng đóng vai trò như một chất chèn kênh canxi tự nhiên, giúp làm giảm tần suất của các chứng bệnh như đau nửa đầu, hen suyễn và giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Bằng cách nào? Canxi có thể kích hoạt quá mức các tế bào thần kinh, khiến chúng co lại và trở nên căng thẳng. Magie giúp cân bằng hoạt động của canxi và ngăn không cho nó tràn vào các tế bào thần kinh. Khi sự co rút dây thần kinh và các cơ, đặc biệt là trong tim, được điều hòa, thì có thể làm dịu các cơn co thắt, dập bẻ, căng thẳng, cơn đau, cơn hen suyễn và sự mệt mỏi. Gạo lứt còn đạt điểm cao trong kiểm soát cân nặng nhờ vào hàm lượng chất xơ của nó. Việc dùng kết hợp gạo lứt với các thực phẩm ít béo, nhiều chất xơ khác và thật nhiều nước có thể kiềm chế hiệu quả sự thèm ăn bằng cách khiến cho người ta no lâu hơn so với ăn gạo trắng. Hàm lượng chất xơ của nó cũng giúp cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh hơn và sạch hơn, nhờ đó làm giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết và trực tràng. Và cùng với những chất chống oxy hóa, gạo lứt có thể giúp loại bỏ các tế bào gốc tự do trước khi chúng biến đổi thành những tế bào ung thư và gây tổn hại cho các cơ quan. Điều rất tốt là gạo, đặc biệt là gạo lứt, đang ngày càng được nhiều người bên ngoài châu Á biết đến bởi nó là một lựa chọn cho những người đang chống chọi với bệnh đái tháo đường và các bệnh tim mạch để kiểm soát tốt hơn tình trạng sức khỏe của mình.
là ngũ cốc bản địa của lục địa châu Á. Lúa đã gắn chặt với các nghi lễ và phong tục của người châu Á. Giống như amaranth và bắp, vốn đã được dùng trong các nghi lễ khác nhau ở Nam Mỹ, lúa cũng có những vai trò đa dạng trong văn hóa Á Châu. Ở hầu hết các nước phương Tây, người ta ném gạo vào cặp vợ chồng mới cưới sau lễ cưới để chúc cho có nhiều con. Còn tại Ấn Độ, gạo cũng được dùng trong vài nghi thức cưới hỏi. Ở một số vùng, các cặp đôi đứng trên một đống gạo trong suốt lễ cưới như là một hình thức cầu nguyện để được khỏe mạnh và sung túc. Người Hindu cũng tin rằng gạo có những sức mạnh chống lại quỷ dữ, cho nên cô dâu và chú rể thường đổ gạo vào một đống lửa cưới để xua đuổi các thế lực xấu xa. Không thể phủ nhận rằng cây lúa đã có những đóng góp quan trọng vào tấm thảm phong tục tập quán đầy màu sắc tuyệt vời trên khắp châu Á. Và nó vẫn sẽ tiếp tục thêm vào tấm thảm ấy những lớp thú vị nữa trong những năm sắp tới. Châu Á được cả thế giới biết đến như là cái nôi của cây lúa. Từ khi được canh tác lần đầu tiên khoảng 10.000 năm về trước, lúa vẫn là cây lương thực được trồng cũng như được xuất khẩu chủ lực của khu vực này. Theo số liệu của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, thì sau đây là 10 nước sản xuất lúa gạo hàng đầu thế giới năm 2012. Đứng đầu là Trung Quốc đại lục với gần 204,3 triệu tấn. Thứ hai là Ấn Độ với 152,6 triệu tấn. Thứ ba là Indonesia với hơn 69 triệu tấn. Thứ tư là Việt Nam với gần 43,7 triệu tấn. Thứ năm là Thái Lan với 37,8 triệu tấn. Theo sau là Bangladesh thứ 6, Myanmar thứ 7, Philippines thứ 8, Brazil thứ 9 và Nhật Bản thứ 10. Tại phần lớn các nước châu Á trên, việc sản xuất lúa thường được thực hiện trên quy mô nông hộ nhỏ. Việc thu hoạch được thực hiện thủ công và phần lớn là dành cho các lao động thời vụ. Việc thu hoạch thủ công và thiếu công nghệ cũng như kiến thức canh tác hiện đại là một vấn đề sau thu hoạch mà FAO và Ngân hàng Thế giới WVB đang nghiên cứu tìm cách giải quyết. Theo một nghiên cứu của WVB và FAO, tại các nước trồng lúa đang phát triển, từ 8 đến 26% lượng lúa bị hao hụt mỗi năm là do cơ sở hạ tầng vận tải kém, thiếu các công nghệ lưu trữ và dây chuyền cung ứng, cũng như việc nông dân không tiếp cận được các thị trường bán lẻ. Những hao hụt sau thu hoạch này đã đặt ra một mối đe dọa tới an ninh lương thực toàn cầu. Nghiên cứu của WVB và FAO cũng ước tính sự hao hụt ở những nước đang phát triển như Ấn Độ tương đương với giá trị thu nhập khoảng 89 tỷ đô la. Nếu số lúa gạo hao hụt này được tận thu thì chỉ riêng Ấn Độ thôi sẽ đủ lượng gạo cung ứng cho từ 70 tới 100 triệu người một năm. Lúa gạo là một yếu tố then chốt trong việc đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, bởi đó là lương thực chính ở nhiều nước châu Á, và đặc biệt là hiện nay khi mà việc tiêu thụ gạo tại Mỹ đã gia tăng liên tục trong khoảng 30 năm qua. Ngoài việc là một nguồn hydrat carbon chính của người châu Á, gạo còn có các công dụng khác. Bột gạo được dùng trong việc sản xuất bia rượu và các thức uống truyền thống khác như rượu ngọt Amazake của người Nhật và sữa gạo Horchata của người Nam Mỹ. Gạo giờ cũng đang cạnh tranh với bắp và lúa mì trong việc sản xuất thực phẩm và sữa bột trẻ em, bánh snack cùng ngũ cốc điểm tâm. Gạo không có gluten nên đó là thực phẩm thay thế rất tốt cho những người không dung nạp được gluten, và nó hiện được dùng như một thành phần chính của phấn trang điểm.
Bột gạo giờ đây cũng được dùng làm chất đánh bóng cho ống kính máy ảnh và đồ trang sức. Rơm lúa bỏ đi vẫn được dùng làm dây thừng và làm giấy, cũng như làm thức ăn gia súc ở nhiều khu vực của châu Á. Mặc dù nó được dùng cho vài mục đích phi thực phẩm, nhưng lúa vẫn là một cây trồng lương thực quan trọng. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế ở Philippines, để loại ngũ cốc này mang lại lợi ích cho nhân loại trong những năm sắp tới, thì nó cần phải được tăng cường sinh học thêm các dưỡng chất và khoáng chất thiết yếu như sắt và kẽm. Viện này hiện đang tiến hành các dự án tăng cường sinh học để không chỉ làm tăng giá trị vi dưỡng chất cho lúa mà còn phát triển các giống lúa có năng suất cao. Lúa có thể không đa năng bằng lúa mì về các loại thành phẩm và phụ phẩm, nhưng những bữa ăn hàng ngày của đại bộ phận các gia đình người châu Á sẽ không thể nào thiếu một tô cơm nóng hổi trên bàn ăn. Ngoài màu sắc gồm trắng, nâu hay đỏ, thì gạo còn được phân biệt tùy theo độ dài của hạt gạo, dài, dừa và ngắn. Gạo hạt dài có khuynh hướng giữ nguyên hình dạng riêng của mình sau khi nấu, còn gạo hạt dừa thì sẽ dẻo. Do cấu tạo dẻo của hạt gạo dừa nên nó thường được dùng trong món cơm Ý hay cơm mực của Tây Ban Nha và món sushi của Nhật Bản. Gạo hạt ngắn thường được dùng làm các món bánh gạo. Vì nhiều người đang chuyển sang dùng gạo lứt, nên sau đây là cách nấu gạo lứt cơ bản. Bỏ một chén gạo lứt và hai chén nước vào nồi, đậy nắp lại và nấu sôi lên. Khi đã sôi, dặn nhỏ lửa và nấu thêm từ 45 tới 50 phút. Trừ phi bạn làm cơm Ý, còn không thì đừng có đảo, vì việc đảo sẽ làm tiết ra thêm tinh bột. Ngoài món cơm Ý và các món cháo thông thường, sau đây là hai món độc đáo mà bạn có thể nấu thử với gạo. Món đầu tiên là bánh pudding gạo sốt xoài. Để nấu món này, bạn cần có 100 g gạo hạt ngắn, 50 g đường cát mịn, 800 ml nước dừa, 1 trái xoài chín, 3 muỗng canh bơ thực vật, 3 muỗng canh đường nâu nhạt và 2 muỗng canh nước cam ép. Trước tiên, cho gạo, đường cát mịn và nước dừa vào đĩa chịu nhiệt, trộn cho đều, rồi đem nướng ở nhiệt độ 120 độ C trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Cứ nửa tiếng lại đảo một lần cho khỏi gión cục. Tiếp theo, trong khi chờ nướng, bạn có thể làm nước sốt. Gọt vỏ xoài và cắt thành từng miếng nhỏ để qua một bên. Lấy một cái xoong nhỏ, bỏ bơ thực vật, đường nâu và nước cam vào. Đặt lên bếp, dặn lửa nhỏ cho tới khi tan bơ. Cho xoài vào và để lửa riu riu khoảng 10 phút. Để nguội, cho vào một cái tô rồi dùng máy xay cầm tay đánh thành nước sốt nhuyễn. Sau đó, lấy bánh pudding gạo ra khỏi lò, đảo đều và múc vào các chén nhỏ. Rưới nước sốt xoài vào chén và ăn. Món thứ hai là nước gạo Colombia lạnh. Bạn cần chuẩn bị 50 g gạo, 1 chén nước, 3 thanh quế, 4 muỗng canh đường, 1 lít nước và 150 g thơm sắc nhỏ. Món này làm rất dễ. Trước tiên là nấu cơm với một chén nước và các thanh quế để ngấm hương vị. Khi cơm chín, lấy mấy thanh quế ra và đổ cơm vào máy xay sinh tố. Bỏ đường và một lít nước vào rồi xay nhuyễn. Lấy một cái ly lớn, bỏ đá, thơm và đổ hỗn hợp cơm xay vào. Món này có thể dùng chung với bánh quy, bánh mì bắp và bánh mì phô mai. Các nước khác nhau có thể có những món ăn khác nhau từ gạo,
nhưng có một thực tế chung cho tất cả, đó là sức lực và dinh dưỡng hàng ngày mà họ có được là nhờ vào loại ngũ cốc cổ xưa được gọi là lúa này.